vừa mới xong cái thùng hàng 20 hộp xe ngân hàng để gửi về Quỳnh Hậu, Quỳnh luôn Nghệ An. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ làm một cái đơn hàng cái cục cuộn to bằng cái hồi nãy, nhưng mà cái giá trị nó cao hơn các bạn, bởi vì đây có hai chiếc xe điều khiển từ xa và một cái hộp anh bàn. À, bạn Nga này thì thực sự ra là bạn, nếu mà mua hàng thì là khách nhưng mà tính ra là bạn nhé. Anh Phi đã từng uống cà phê với gia đình chị Nga ở Đà Lạt rồi, ở bên đường Trần Hưng Đạo nhé, một cái quán cà phê khá là dễ thương bên đó. Còn bây giờ thì thôi, chúng ta không nói về quan hệ nữa mà chúng ta nói về cái câu chuyện tới sàn trước cái đã. Đây là một cái bộ banh đá nhé. À, gia đình bạn Nga này thì hình như là có hai bé trai thì phải, cho nên ở đây sẽ có hai chiếc xe điều khiển từ xa nè. Cái này thì chúng ta chỉ kiểm tra linh kiện ở phía trong thôi, và về chơi thì chúng ta ráp lại nó như thế này thôi. Thì đã lỡ làm rồi, anh Phi sẽ không phải lỡ làm mà đúng cái quy trình nhé, không có dùng từ lỡ làm được. Đúng cái quy trình thì chúng ta sẽ khui cái hộp này ra. À, thật sự hộp này không phải là của bạn Nga đặt mà là của một bạn ở Bình Thạnh đặt tặng nha. À, còn cái này là của bạn Nga đặt nè, hai chiếc xe này đặt về cho con hai bạn con trai chơi nè. Còn cái này là của một bạn ở Bình Thạnh đặt để gửi về tặng thêm cho hai cháu trai nha. Các bạn ở Bình Thạnh này thì cũng rất là quen thuộc với các bạn, nếu mà các bạn có từng xem qua những cái clip về đồ chơi rồi ha. Đây các bạn, cái này nó sẽ nối vô như thế này nè các bạn ha. Các bạn thường các bạn sẽ gài xéo như vậy. À, các bạn sẽ gài xéo như vậy để các bạn gài vào được nha. Các bạn đút vậy không vô đâu, các bạn gài xéo như thế này nè, nó sẽ trở thành một cái bàn ha. Cái này nó sẽ gài vào cái ngàm này ha, và sẽ nó sẽ gài đúng vô cái ngàm ở phía dưới này thì nó sẽ trở thành một cái bàn banh. Và ở đây thì nó sẽ có những cái phụ kiện để gắn thêm vào. Và ở đây nó sẽ có hai cái tay bắn để nó bắn cái cây này nè. Đó, đây khi các bạn bấm vô đây nè, các bạn bấm vô cái chỗ này nè ha. Rồi đây các bạn bấm vô đây không, các bạn vơ nè, bấm thì cái này nó sẽ đá cho banh và nó đá lên ha, bên nào bị đá vào là sẽ thua ha. À, cái món đồ chơi này có vẻ nó phù hợp với ngày hôm nay nè. Ngày hôm nay sẽ có một cái trận đấu khá là quan trọng của đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia. Hồi nãy anh đưa bạn Nam đi hớt tóc thì cũng mấy anh ở bên tiệm hớt tóc cũng nói cha, chiều nay mà thằng Malaysia kêu bằng thằng thì thấy nó không có lịch sự ha, kêu bằng bạn thì không được. Kêu bằng bạn thì kỳ quá ha. Mấy bạn đi, mấy bạn Malaysia mà cố thủ mà Việt Nam mình hòa là xong phim đó các bạn ha. À, cho nên là chiều nay buộc phải thắng. Trời ơi. Hy vọng là cái bộ đồ chơi đá banh này nó cũng sẽ là một cái điểm may để chiều nay chúng ta sẽ có kết quả thắng. Nhưng mà bây giờ là quan trọng hơn đây, anh Phi sẽ test một cái bộ xe điều khiển từ xa sóng 2G4, bởi vì cái yêu cầu là chơi chung cho nên buộc lòng sẽ phải test hai mẫu này cùng một lúc. Mặc dù ở đây ghi là 2G4 sóng chống trùng, ở đây là 2G4 sóng chống trùng, nhưng mà có một số trường hợp anh Phi đã quan sát thấy là hai xe 2G4 không phải xe 2G4. Bởi vì sao? Bởi vì họ nó làm chung các bạn. Họ có làm chung của dòng sóng 2G4 và dòng sóng FM. Cho nên khi cái sản phẩm mà nó ép vô á là nó ép hai chiếc sóng FM. Mà nó để trong hộp 2G4, chúng ta nhầm tưởng là sóng 2G4. Chúng ta bán và tư vấn kiểu 2G4 là âm sát luôn. Tại vì sóng 2G4 là sóng chống trùng và các xe chơi cùng với nhau cùng một lúc được, nó phục vụ cho cái công việc mà các bạn đua với nhau á, chơi chung mà đua với nhau á. Như vậy thì nó sẽ vui hơn nhiều nha các bạn. Nhưng mà bù lại á là cái xe sóng 2G4 nó sẽ đắt hơn cái xe sóng FM nhiều nha. À, một mẫu nè, cái này một mẫu một mã luôn, 68A màu xanh dương và 68A màu cam nha. Chúng ta sẽ gỡ bốn cái nút ở dưới này ra nè. Đấy, gỡ bốn cái nút này ra. Đây nó có một cái miếng màu trắng ở đây là để nó chêm cho cái nút cắn nó cứng hơn á. Cho nên là thường khi anh Phi lấy ra là một hồi thì sẽ dán lại. Cho nên là thôi, còn miếng keo ở đây cũng đi ha. Còn miếng keo ở đây cũng dán lại được rồi. Chứ để ngồi nó quay qua quay lại nó rớt nữa ha. Rồi, đây. Anh lại cho miếng băng keo vô luôn ha. Khi lật ngược cái hộp thùng lại thì nó bị rớt mất. Anh hồi lu bô mình ráp vô nó rớt mất nữa ha. Này, cho anh Phi lấy chiếc xe ra rồi đây. Và ở đây là cái tay điều khiển. Chiếc xe này nó có khả năng là chạy ngang nha các bạn. Khá là vui á. Xe này chạy ngang lạ lắm các bạn. Anh Phi sẽ lấy cái hộp cho đã nha. Để tránh cái tình trạng hồi là nó mất mấy cái miếng đệm này đi. Tại khi mình gắn cái nút vô nó không có cân bằng. Đây rồi. Rồi xong. Cái thùng qua một con đi. Rồi đây là chiếc xe của chúng ta. Cái bánh trái cà na nè các bạn. Là cái bánh mà gọi là bánh chạy ngang nha. Chạy ngang được. À, trên cái tay điều khiển của nó nè. Là nó sẽ chạy tới nè. Chạy lui nè. Sàn trái nè. Sàn phải nè. Này chạy ngang qua. Chạy ngang lại nè. Chạy xéo lên. À, chạy xéo xuống. Chạy xéo qua. Chạy xéo lại. Đó. Cách nó sẽ là như vậy. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cho pin vào. Nhưng trước khi cho pin vào thì chúng ta sẽ sạc pin nha. Chúng ta sẽ sạc pin. Rồi đây là cái viên pin của chúng ta. Đây là cái cáp sạc. Và thường thì các bạn sẽ dùng cái cốc sạc Samsung này để các bạn sạc, hoặc các bạn sạc từ máy vi tính. Các bạn không dùng cốc sạc của dòng điện thoại trái táo nha. Trái táo là Apple á, là không dùng nó, sạc không được đâu các bạn. Có cắm vô cũng không sạc được không? Rồi chúng ta sẽ cắm vào ổ điện ha. Và các bạn cứ để như thế này. Đó, nó sạc khoảng tầm 2 tới 3 tiếng là nó sẽ đầy. Và sau khi đầy pin xong thì chúng ta sẽ lấy ra để chúng ta chơi ha. Và cái phần cắm vào ổ điện thì ba mẹ giúp bé nha. Rồi trong khi chờ đợi nó sạc một chút xíu để có pin để chơi thì anh Phi sẽ gắn pin vào đây. Gắn pin vào tay điều khiển nhé. Pin vào tay điều khiển. Ở đây nó sẽ có hai viên pin 2A. Nếu mà không chơi trong khoảng thời gian nhất định thì lấy nó ra nha các bạn. Đừng để trong này nó chảy muối và nó sẽ làm hư các cái đầu cực của chúng ta. À, giống như có một số vị khách ghé Apple mua vậy đó. Hỏi bán anh mấy viên pin 2A. Anh Phi hỏi dùng làm gì anh?
bỏ vô mấy cái máy đo huyết áp là anh Huy khuyên ghé tiệm điện mua pin xịn ha, tại vì pin thường nó sẽ chảy muối và nó sẽ làm cho hư các cái đầu cực ở trong này, và các đầu cực này khó thay lắm các bạn, cũng không có ai bán linh kiện để mà thay đâu ha. Rồi sau khi anh Huy lắp pin vào xong thì bật lên nè, sóng 2 V nó sẽ dò như thế này nhé. Chỉ khi nào bạn lắp cái viên pin vô chiếc xe, bật công tắc on lên thì cái đèn này nó mới đứng lại, hoặc là một chút xíu nó đứng, nhưng mà khi bật lên thì nó sẽ dò tiếp à. Nó gọi là sóng 2 V sóng dò mà. Cho nên là phải bật cho pin vào nha. Giờ anh phải cho pin vào. Nó đứng đèn rồi nè, nó đứng đèn rồi nhưng mà không có nghĩa là nó dò được sóng đâu các bạn. Đây, nó dò tiếp nè. Do cái anh này anh chưa bỏ pin vào. Trong lúc ráp pin thì chúng ta nói thêm một chút xíu về dòng sóng là như vậy. Nhưng thực sự là nó rất đơn giản các bạn. Khi các bạn về chơi thì các bạn cứ lắp pin vào nè, lấy pin ha. Lắp vào. Đấy ha. Rồi, xong rồi bỏ viên pin này vào đây cho gọn, đầu gọn đuôi. Để chúng ta có thể lắp cái nắp pin lại được. Các bạn bỏ mà không gọn đầu gọn đuôi là không có lắp cái nắp pin lại được nha. Đấy, à, đây, chúng ta phải bỏ theo hướng này nè. À, ha, chúng ta lắp gọn cái dây pin này lại để chúng ta đưa nắp pin vào. Đấy, ha, đưa nắp pin vào. Rồi, dặn con ốc này lại. Sau khi chúng ta mở công tắc on lên đó, là xe nó sẽ đứng đèn và nó sẽ chạy được. Anh Phi sẽ lật cái rộng nó lên để anh Phi làm cho các bạn xem nha. Nè, giờ tắt ha. Mở on lên nè, nó đang dò sóng nè. Công tắc on off của xe nằm ở đây. Mở on lên ha. Sau khi sáng đèn lên là nó dò sóng được và lúc này chạy được nè. Thấy không? À, nè, ha. Tới không rồi này, sang trái nè, sang quay trái nè, quay phải nè, cái này sang bên trái nè, sang bên phải nè, thấy không, này tới bên trái nè, xéo nè, không lùi nè, không lùi nè, ok chưa. Rồi chiếc xe này xong, anh Phi tạm để đây nha, tắt công tắc ha. Rồi tại vì sao cái thao tác test này nó rất là cực, bởi vì sẽ phải cua thêm một chiếc nữa để đảm bảo là hai chiếc này chơi chung được. Chứ hai chiếc này, mục đích của khách, mục đích của em, mục đích của bạn là chơi chung, mà bây giờ mà chúng ta mà gửi ra ngoài đó mà không chơi chung được đó là xong chuyện luôn. Cái thao tác test đã lâu rồi mà một hồi cái thao tác gọi là đóng hàng nó còn lâu hơn nữa nha các bạn nhé. Cái hộp hàng này nó khá to cho nên nó là một chút xíu nó đóng hàng nó sẽ hơi bị lâu, và cái nút ở chỗ này nó hơi tụt lên chút xíu. Các bạn chờ anh Phi tí nha, anh Phi lấy cái nút này nè. Đây rồi, đây xong rồi, anh Phi lấy chiếc xe ra rồi đây nha. Vẫn là định hình chỗ này bằng một cái miếng keo đấy, và chỗ này cũng vậy, trước khi tháo ra anh Phi sẽ cho vô đây một miếng keo. Rồi xong, có một miếng keo chỗ này đụng vô nó phỏng, anh Phi sẽ lấy cái khăn anh Phi quẹt lên cái. Rồi xong đây ha, tay điều khiển của chiếc xe cũng xong luôn. Đây cái tay màu xanh và tay màu cam nó không khác nhau đâu nha các bạn, cho nên về chơi á là của anh nào thì các bạn chú ý của anh đó. Lấy một miếng giấy ha, lấy một cái miếng giấy dán lên nha, chẳng hạn giả dụ như anh Phi sẽ dán ở đây một miếng giấy, con keo giấy, để anh Phi đánh dấu cái con này là màu xanh, để họ anh Phi test, anh Phi quăng qua quăng lại anh Phi không nhớ nó màu gì nữa là khổ luôn. Mà nói vậy thôi các bạn, không có cần thiết đâu, anh Phi làm cho vui đó. Bởi vì các bạn mở on lên hết là các bạn điều khiển là các bạn biết thằng nào của thằng nào đó à. Đây, xong nha. Rồi, lắp lại. Pin thì cũng vậy nha các bạn, cái cách sạc thì cũng vậy thôi. Dùng cái cốc Android nha, cốc điện thoại Android, cắm vào cái cáp sạc và cắm vào cái pin, sạc từ 2 cho tới 3 tiếng pin đầy là gỡ ra và chơi mà thôi. Ở trong này thì pin nó còn được một ít để anh Phi test. Về nhà nhiệm vụ của các bạn là chơi cho hết pin xong rồi sạc lại. Lúc nào cũng vậy, đối với những cái viên pin mà nó có dấu hiệu chữ NI gạch CD hoặc là NDI gạch CH á, pin niken á, và các bạn có thể chơi cho hết xong rồi các bạn mới sạc lại. Bởi vì vậy ở cửa hàng Abo anh Phi có một cái bộ motor từ xe ngân hà anh Phi làm để anh Phi xả cái pin này. Đây anh Phi cho các bạn coi nha. Đó, dùng để xả pin. Anh Phi đã dùng để xả những cái pin này nè. Nó còn là phải xả cho hết xong rồi mới sạc lại. Hoặc là anh Phi không đánh giá được viên pin nó còn hay hết thì anh Phi cũng phải cắm vào để anh Phi xả cho hết anh Phi mới sạc lại. Và bây giờ để anh Phi cắm pin cho chiếc xe nha. Rồi xong, sau đó anh Phi mở công tắc lên nè. Thấy không? Nó dò sóng chớp 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 không? Mở on xe cái là nó đứng đèn nè. Đó, nó giật bánh cái tắc cái là bắt đầu chạy được ha. Rồi, viên pin này khá yếu cho nên là anh Phi sẽ dùng một viên pin mạnh hơn để anh Phi test đó. Còn viên pin này anh Phi sẽ xả. Để họ anh Phi sạc lại. Và nói tới đây mà các bạn ngồi nhìn anh Phi test là không có biết đi lấy viên pin giùm anh Phi. Rồi pin này hết luôn, các bạn cắm vô mà không có xài sạc cái luôn nè, cho nên viên pin này cũng đã hết rồi. Anh Phi sẽ sạc lại nha. Anh Phi sạc thì anh Phi sẽ dùng pin mới ở cửa hàng để cho vào xe, và pin sạc này thì anh Phi sẽ để lại cửa hàng để bù vào những cái sau này ha. Rồi sạc xong. Rồi viên pin mới mà nãy giờ anh Phi đứng nói đã đời luôn mà chưa có viên pin mới luôn á các bạn. Rồi, viên pin này anh Phi đã mới sạc cách đây một vài ngày rồi. Và bây giờ thì anh Phi sẽ cắm vào để chúng ta bắt đầu ha. Rồi đây. Pin mới đưa vô là nó chạy vậy đó các bạn. Rồi, đây xong. Bây giờ thì anh Phi bắt đầu on lên cho cả hai để bắt đầu test nha. Lúc nào cũng vậy hết các bạn, test xe mà xe đôi rất là cực. Test xe đơn thì đơn giản lắm, test xe đôi là cực lắm luôn. Và anh Phi hy vọng là cái thao tác test xe đôi này của anh Phi, các bạn đang ngồi ở phía sau để xem thì cũng học hỏi được một vài điều. Đấy, rồi, đấy, lùi ha, pin mới nó là như vậy các bạn, tay trái, tay phải ha. Đây, sàn trái, sàn phải ha. Rồi, bây giờ anh Phi sẽ mở cái tay điều khiển của này lên nha. 2 3. Nó vẫn dò sóng nè các bạn không? Nhưng mà nó dò cái này. Đây, mở on lên nè, đứng đèn cạch tắt, thấy không? Thấy bánh tắt không? Bây giờ anh Phi sẽ điều khiển chiếc này. Không, chiếc này nó nằm im thấy không? Chiếc này ô chu chu. Chiếc này nó nằm im thấy không? Đó, cái cách nó sẽ là như vậy, sóng 2G4 nó là như vậy đó các bạn. Anh Phi làm rất là nhiều lần rồi nhưng mà vẫn phải giải thích đi, giải thích lại với các bạn. Rồi, bây giờ anh Phi sẽ sàn thử nè, sàn phải, sàn trái, thằng này im ru, thì sàn phải, sàn trái. Chứng tỏ rằng là thằng này không điều khiển được cho thằng này. Thằng này không điều khiển được cho thằng này.
Còn thằng này không bị thằng này điều khiển, nói chung á là thằng nào chơi đó thì mới đua được chứ. Hai thằng mới cùng chạy cùng lui. Và tới đây là xong rồi nhé các bạn nhé. Anh Phi sẽ gom hết tất cả mọi thứ lại, đóng vô trong hộp và đóng thành một cái thùng thật là to nha, để gửi về Đà Lạt ha. À, phường 11. Phường 11 là nó nằm ở đâu các bạn biết không? Ai ở Đà Lạt biết phường 11 nằm đâu giơ tay lên. Rồi bây giờ anh Phi sẽ ốp nha. Rồi, anh Phi sẽ ốp. Rồi, cái này anh Phi sẽ ốp. Và ở đây anh Phi sẽ ốp. Đây là một đơn hàng của người bạn cho anh Lĩnh. Cho anh Phi hai viên pin 4.8 V mới. Bấm vô đây giùm anh Phi free nha, anh Phi tặng. Rồi, bây giờ anh Phi tặng cho khách hàng của anh Phi, mà tưởng phải đâu đây, em của anh Phi. Em ở ngoài Đà Lạt đó, nhưng mà em đặt dạng ủng hộ anh Phi á mà. Cho nên là em đặt anh Phi ha. Rồi, bây giờ anh Phi sẽ gửi tặng thêm hai viên pin để về ngoài đó sạc chơi cho đã đời và thoải mái luôn. Rồi, còn nhiệm vụ của anh Phi thì sẽ đóng cái hộp hàng này lại, rất là đơn giản trong khi chờ anh Lĩnh. Rồi, rồi ok luôn. Đây, hai viên pin mới hoàn toàn luôn ha. Và đồ tặng mà, chúng ta sẽ bỏ cái tem giá đi ha. Rồi, đồ tặng. Nhớ bấm free nha Lĩnh ơi, để trừ cái lượng pin ra trên phần mềm, chứ để nó hiện trên web còn mà mình không còn là chết luôn. Rồi đây ha, pin ở trong xe có sẵn rồi nhé. Còn pin ở này là pin gửi thêm. Rồi, còn pin này là pin gửi thêm. Rồi đây, 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 đây nha các bạn ha. Đó. Rồi xong. Bây giờ chúng ta bắt đầu đóng hàng này thôi ha. Tới đây là xong rồi đó các bạn. Anh Phi sẽ ghi nhận lại quá trình đóng hàng, phục hàng to đùng như thế này cho các bạn xem nha. Rồi, bye bye và hẹn gặp lại các bạn.